Văn Minh xin kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay trời, nói chung là mấy hôm nay chứ không phải hôm nay, trời mưa quá trời, ít có ra ngoài quay video cho các anh chị mình xem. Ở nhà rảnh, cho nên là Văn Minh cùng với toàn thể quý vị đi phân tích một cái bài báo họ đăng như thế này. Có một anh chàng, anh có 6 tỷ đồng, thì anh hỏi là mua nhà phố cho thuê hay là đầu tư nhà trọ. Thì Quang Minh xin thông tin cho toàn thể quý vị các anh chị mình cái nội dung nó như thế này. Tôi phân vân mua nhà mặt tiền để kinh doanh hay đầu tư nhà trọ để tạo dòng tiền từ 30 triệu đồng một tháng. Được. Đầu tiên vô là hỏi câu nghe cũng gắt búa rồi nha. Anh có 6 tỷ mà anh muốn có cái dòng tiền 30 triệu một tháng là Quang Minh nghĩ là cũng hơi căng đây. 6 tỷ mà mua cái nhà cho thuê hay là xây nhà trọ mà 30 triệu cũng cả một vấn đề. 6 tỷ này mua miếng đất mấy tỷ rồi, còn mấy tỷ xây nhà. Thôi để chút phân tích lại sao. Tôi có thu nhập 60 triệu đồng một tháng, đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và chưa lập gia đình. Hiện tôi có sẵn 6 tỷ đồng gửi tiết kiệm, chưa có nhà riêng. Ồ, anh này và chị em mà chưa có gia đình, mà chưa có người yêu, nên tìm hiểu anh này nha. Ảnh chưa có gia đình mà ảnh đang ở thành phố Hồ Chí Minh nữa chứ. Thu nhập ảnh 60 triệu một tháng luôn. Wow, quá quýt. Quang Minh mà được con gái chắc Quang Minh cũng thương anh này mới được. Tôi dự kiến sử dụng số tiền này để đầu tư bất động sản trong giai đoạn giá đất đang tốt, ưu tiên phân khúc tạo ra dòng tiền từ 30 triệu đồng một tháng. Tôi đang nhắm đến khu vực quận, huyện, vùng ven, thành phố Hồ Chí Minh hoặc Bình Dương. Hai phân khúc tôi đang quan tâm là nhà, đất mặt tiền cho thuê kinh doanh hoặc đầu tư dãy nhà trọ, nhà nghỉ cho thuê. Mong được chuyên gia và độc giả kinh nghiệm tư vấn. Rồi, ok, tí nữa Quang Minh sẽ tư vấn cho bạn nha. Còn trước tiên Quang Minh nhờ cái chuyên gia này tư vấn cho bạn nghe trước rồi đã. Cái anh chuyên gia này, anh tin tư vấn đây. Với phương án thứ nhất, tài chính khoảng 6 tỷ đồng, tôi tin rằng khá khó khăn để tìm một bất động sản mặt tiền có thể tạo ra dòng tiền 30 triệu đồng một tháng như kỳ vọng của bạn. Ok, anh chuyên gia này nói câu đầu tiên là nghe có lý rồi các anh chị. Cho chuyên gia một like. Ok. Để đem lại nguồn thu trên, ước tính giá trị bất động sản phải trên 9 tỷ. Đó. À. 6 tỷ khó nha. Là nói đúng đó. Phải trên 9 tỷ đồng mới tạo ra cái dòng tiền khoảng tầm 30 triệu một tháng được. Trường hợp bạn dùng đòn bẩy tài chính vay ngân hàng từ 3 tỷ đồng trong 10 năm, khoản gốc và lãi vay phải trả ngân hàng hàng tháng rơi vào khoảng 39 triệu đồng. 39 triệu. Có thể thấy riêng chi phí trả nợ này sẽ bào mòn dòng tiền thu nhập của cho thuê của bạn. Tức nghĩa rằng là cái anh này anh có 6 tỷ thì anh muốn 30 triệu tiền lãi hàng tháng, thì cái anh chuyên gia này anh tư vấn là phải có trên 9 tỷ. Thì muốn có trên 9 tỷ thì bắt buộc anh này phải vay thêm 3 tỷ nữa. Mà 3 tỷ nữa là lãi trong 10 năm mà lãi ngân hàng hàng tháng vào khoảng 39 triệu nè. Đó, anh chuyên gia này cũng hay. Rồi để coi xuống chuyên gia phân tích gì nữa đây. Hiện nay tình hình kinh tế chung chưa có những chuyển biến thực sự tích cực. Nhiều cửa hàng doanh nghiệp do áp lực về tài chính phải trả mặt bằng, chuyển địa điểm kinh doanh từ đầu năm 2023 đến nay, kể cả khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Do đó tôi đánh giá đầu tư bất động sản, nhà hay đất mặt tiền cho thuê kinh doanh thời điểm này chưa phải là một lựa chọn hợp lý. Cũng ok luôn. Với trường hợp mua bất động sản đầu tư phòng cho thuê thay vì xây dãy nhà trọ hay nhà nghỉ, bạn tham khảo phương án khả thi hơn là xây một căn nhà khoảng 10 phòng cho thuê. Đầu tiên bạn tìm kiếm một miếng đất phù hợp, diện tích khoảng 120 đến 150 mét vuông trở lên. Sau đó bạn có thể thế chấp chính miếng đất này để vay vốn ngân hàng khoảng 2 tỷ đến 2 tỷ rưỡi, sử dụng chi phí xây dựng. Có nghĩa là ổng khuyên là mua một miếng đất là
120m đến 150m trở lên, vay khoảng 2 tỷ đến 2 tỷ rưỡi để lấy cái tiền 2 tỷ mấy này mình xây dựng đây. Với 10 phòng cho thuê, dòng tiền bạn có thể tạo ra khoảng 45 đến 5 triệu 50 triệu đồng một tháng. 10 phòng mà 45 đến 50 triệu là cũng hơi căng rồi nha. Cái này là phải ở các quận trung tâm thành phố. Mà nếu mà trung tâm thành phố thì làm sao mà có cái miếng đất nào mà 120 m đến 150 m mà cái giá 6 tỷ các anh chị. Chỗ này tôi thấy cũng hơi căng. Đúng không? Mà mặt tiền nữa, đồ mặt tiền nữa mà dưới quận trung tâm thì làm sao mà có đây, nên xíu phân tích sao. Sau khi trừ chi phí lãi vay, bạn thu về khoảng 25 đến 30 triệu đồng mỗi tháng. So với việc xây dựng dãy nhà trọ, phương án này sẽ bền vững hơn vì chất lượng công trình tốt hơn nên giá thuê có thể tăng ổn định theo thời gian. Việc quản lý vận hành sẽ bớt phức tạp do khách thuê chủ yếu là dân văn phòng. Khu vực bạn có thể tham khảo gồm các quận có thị trường cho thuê sôi động ở thành phố Hồ Chí Minh như quận 2, quận 7, quận Tân Bình. Áp dụng. Anh khuyên là anh phải nên tìm quận 2 này, quận 7, quận Tân Bình. Mà 120m đến 150m trở lên nữa chứ. Đúng rồi, muốn xây 10 phòng phải trở lên chứ, nhỏ quá xây sao đủ. Nếu mà muốn đủ nữa phải lên 8. Các anh chị mình nghĩ là ở Tân Bình, quận 2 với quận 7 có miếng đất nào 120m đến 150m trở lên mà cái giá khoảng 6 tỷ không? Mặt tiền không? Còn mình nghĩ là chắc nô. Còn mình làm thị trường ở Hóc Môn đây mà bây giờ nếu mà 120m với 150m trở lên mặt tiền á, mà 6 tỷ là cũng kiếm cũng hơi bị là căng căng rồi nha. Gọi là mặt tiền những cái mặt tiền kinh doanh mà cho thuê mà là ví dụ như là đường Trần Nhân Mười, hay là đường Lê Thị Hà, hoặc là đường Sâm Hành, hay là đường Tô Ký, hoặc là đường Đặng Thúc Vịnh, Lê Lợi, Lý Thường Kiệt, đúng không? Những cái con đường đó là đường lớn, đường Phan Văn Hớn, thì các anh chị mình 120m đến 150m trở lên đó, cầm 6 tỷ thì các anh chị mình kiếm hơi căng nha. Căng, thực sự căng, phải nói là rất căng, căng như dây đàn luôn. Mà anh chuyên gia này anh nói là phải mua quận 2, quận 7, Tân Bình. Quận 2, quận 7, Tân Bình là giá còn cao, cao gấp nhiều lần so với Hóc Môn đó. Thế nhưng mình làm nghề cũng khá lâu rồi mình biết, thì cái này là cái hướng của ảnh. Anh phân tích cho cái anh 6 tỷ đây là cũng nhức đầu mà, nhức đầu xuống mũi rồi chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Thôi kệ, cố gắng đi anh bạn, cứ cầm 6 tỷ cứ để trong tiết kiệm nó đi, từ từ cứ tìm đi, tìm khoảng năm này, hôm nay không được rồi sang năm mình tìm tiếp, sang năm không có nữa mình sang năm nữa tìm hoài cũng có rồi. Bây giờ sao, muốn quận 2 với quận 7, quận Tân Bình mà thì tìm cứ từ từ đi. Tìm nếu mặt tiền thì cũng ra thì từ từ vô hãng, nhưng mà ai cũng thích mặt tiền hết. Rồi tiếp tục. Tuy nhiên rủi ro của phương án này là nếu tỷ lệ lấp đầy của việc cho thuê không đảm bảo dưới 70%, bạn sẽ phải đối mặt với áp lực tài chính hàng tháng do phải trả lãi vay ngân hàng. Đúng, chính xác. Việc đầu tư phòng cho thuê nhà ở nhà riêng lẻ hay nhà trọ đòi hỏi rất nhiều kiến thức về quản lý, bảo trì, tìm kiếm nguồn khách hàng, xử lý sự cố. Bạn nên trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng trước khi bắt tay vào kinh doanh. Ngoài ra, hiệu quả của việc đầu tư này phụ thuộc vào nhiều vị trí bất động sản, đảm bảo tỷ lệ lấp đầy và khả năng định giá để mua được giá tốt. Ok, đúng rồi, phải có kinh nghiệm, phải biết định giá được mới mua được giá tốt. Cái này là chuyên gia, theo như Quang Minh thì chuyên gia có những cái ý đầu nè, cũng hay nè. À, 6 tỷ thì không có khó có một cái mặt mà bất động sản nào mà mặt tiền cho thuê tạo ra dòng tiền 30 triệu hết. Anh mua cái nhà mặt tiền 6 tỷ mà anh bây giờ hiện tại thời điểm bây giờ mà nếu mà cho thuê 30 triệu thì chắc cũng chả có ai thuê, mà cũng không có cái nhà nào 6 tỷ mặt tiền ở các cái quận trung tâm đó đâu mà mua. Đúng không? Cho nên là cũng hơi khó đó. Rồi mỗi sẽ tiếp cái chỗ này đó, như cái chỗ này nãy Quang Minh cũng nói rồi,
Làm gì có cái chuyện mà 120 mét đến 150 mét trở lên mà cái giá 6 tỷ cũng thấy không có khả thi. Rồi coi xuống độc giả bình luận góp ý như thế nào đây. Em tìm lòi mắt mà không có đất nào ở quận 7, quận 2, Tân Bình từ đó không? Đó, ý chén là Quang Minh nói. Quang Minh đồng quan điểm với cái anh Uyên gì, Uyên Phùng gì đây nè, ấp gì đây, lòi lòi mắt này không có luôn á, ở quận 2, quận 7, Tân Bình từ 150 m đến 250 m, giá 6 tỷ. Tân Phú, Tân Bình còn không có, kể cả trong hẻm đó, thấy chưa, kể cả trong hẻm còn chưa có nữa. Chuyên gia cứ tư vấn kiểu này thì làm khó bạn tôi quá. Rồi kể cả phòng cho thuê trong hẻm, 10 phòng cho thuê giá 45 đến 50 triệu, giá đó chỉ có 20 triệu là cao rồi. Đó, thấy chưa? Đúng không? Làm gì mà 10 phòng mà một tháng mà 45 đến 50 triệu là cũng không có hợp lý nè. Xin lỗi cuộc đời đi, phòng mà bao nhiêu mét vuông? Phòng thì gọi là phòng trọ thì tầm giá 2 triệu, 2 triệu mấy. Ở Hóc Môn giờ phòng trọ 1 triệu mấy chứ nhiêu. Làm gì mà được 45 đến 50 triệu. Đó, bỏ ra 6 tỷ rồi vay 2 tỷ nữa đi rồi xây phòng trọ cho thuê rồi cũng mệt luôn. Như ở Hóc Môn này hiện tại bây giờ Quang Minh có một một căn nhà trọ ngang 10 mét và 20 mét. 10 phòng. 10 phòng full hết luôn, có gác nha, phòng nào cũng có gác, pháp lý là sổ hồng riêng. Đường xe tải chạy phà phà. Xã Xuân Tâm nè. Mà thu nhập chỉ có 18 triệu một tháng thôi các anh chị. Thì tức nghĩa rằng là một tháng chỉ có là 1 triệu 8 thôi. 10 phòng là 18 triệu. Đó, sổ hồng riêng. Năm giá bán là 5 tỷ 8. Hay là bạn lên đây tôi còn mình chỉ cho cái dãy nhà trọ này bạn mua. À, cái anh có 6 tỷ á. Ở Hóc Môn nha, gần quốc lộ 22. Đó, mà chỉ có 18 triệu thôi các anh chị, làm gì mà còn ở. Nếu mà ở trung tâm quận Tân Bình thì chắc cũng lên, ví dụ đây triệu 8 thì giới cho gấp đôi đi 3 triệu rưỡi đi, thì tầm 35 triệu chứ cũng làm gì được 45 triệu, đúng không? Khỏi suy nghĩ, còn anh gì đây, Đức Tài 27 gì đây, khỏi suy nghĩ mình chỉ bạn mua hai căn chung cư tầm tầm khá khu vực Aeon Tân Phú tầm 3 tỷ một căn 64 mét vuông, mỗi tháng hai căn là 25 triệu, tổng cộng mỗi tháng bạn có gần 100 triệu. Cái gì kỳ vậy? Gì vậy? Hai căn mà là tức nghĩa là mỗi căn là cho thuê là 12 triệu 500 ngàn thì hai căn là 25 triệu mỗi tháng. Rồi gì đây, tổng cộng mỗi tháng bạn có gần 100 triệu nữa là sao? Khỏi suy nghĩ chi mệt. Còn muốn vừa có tiền vừa có đất thì bạn mua một căn thôi, còn 3 tỷ bạn đầu tư đất ngoại thành như Củ Chi, Bình Chánh, ok. Được, lên Củ Chi, Bình Chánh thì gọi cho Quang Minh nha. Nhưng mà anh bạn này là ông anh này nó là tổng cộng gì mỗi tháng bạn có gần 100 triệu là tôi cái này hơi sai sai này nha. Đó, thì tôi thấy hơi sai sai đó. Thì quý anh chị, quý vị có cái sáng kiến, có cái ý gì hay thì nhớ comment bên dưới cái video này cho Quang Minh và quý khán giả cùng biết nha, để mình có những cái kinh nghiệm. Ví dụ giờ đâu đó cũng một bạn nào đó, một anh chị, một cô dì chú bác nào cũng cầm 6 tỷ đồng đang bỏ ngân hàng giống như một cái anh bạn độc giả này, thì các anh chị mình cứ góp ý comment bên dưới đi cho Quang Minh biết, mọi người cùng biết, ai có sáng kiến gì hay thì mình giúp người ta. Đó. Chứ còn nếu mà tôi nếu mà Quang Minh á, riêng mà cá nhân Quang Minh á, thì nếu có 6 tỷ đồng hiện tại đang bỏ ngân hàng thì cái bây giờ lãi suất ngân hàng nó cũng giảm sâu rồi các anh chị. 6 tỷ thì một tháng cũng nếu mà phải là gửi là và trung và dài hạn nha. Còn nếu mà già mà gửi mà ngắn hạn á, thì cái lãi suất Quang Minh nghĩ là nó rất là bèo bọt, không có bao nhiêu. Mà giờ bây giờ hiện tại bây giờ gửi trung và dài hạn cái lãi suất nó cũng cũng thấp thôi chứ không có cao như lúc trước nữa đâu các anh chị. Hầu như á, là những người có tiền
Quang Minh cảm giác là họ hầu như là người ta gửi ngắn hạn là nhiều, ít có trung thì cũng được đi, chứ còn nếu mà gửi dài hạn thì ít lắm. Cho nên là nếu mà riêng Quang Minh khuyên thì cũng nên lấy tiền ra. Thời điểm này bất động sản cũng dễ mua. Và như là cái chuyên gia tư vấn thì có thể xây phòng trọ cho thuê, mua đất xây phòng trọ cho thuê. Ví dụ mình đi xa chút, ví dụ như giờ lên Tân Phú Trung đi, cũng khu công nghiệp vậy, trên khu công nghiệp Tân Phú Trung, trên đó cũng khá là nhiều. Anh cầm 6 tỷ anh có thể mua được một miếng đất tầm, đừng nói là 2 đến 300 mét, có thể là 400-500 mét đường lớn chút, còn nếu vô sâu chút là 700-800 mét chẳng hạn. Cứ xây đi, mình xây mua khoảng tầm 4 tỷ còn 2 tỷ mình xây, nó sẽ khả thi hơn và nó dễ tìm đất hơn. Thì bất động sản ở trung tâm tăng thì ở quận huyện vùng ven nào cũng tăng các chị, thị trường tăng thì tất cả đều tăng. Còn mình không có nói đến các cái tỉnh xa xôi nha, còn mình đang nói cái những cái quỹ đất nằm trong thành phố Hồ Chí Minh mình. Củ Chi cũng tăng, Hóc Môn cũng tăng. Thôi cứ chịu khó đi lên Hóc Môn hoặc là Củ Chi đi cho nó dễ tìm, chứ mà nghe cái chuyên gia này mà tìm ở quận 7 Tân Bình, quận 2 là 150m đến 250m là chắc hơi khó nha anh bạn. Ok nha. Mình xin cảm ơn toàn thể quý vị, các anh chị cả cùng Quang Minh đi mổ xẻ cái dòng tiền 6 tỷ đồng nên mua nhà phố cho thuê hay là đầu tư nhà trọ. Quang Minh xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Xin kính chào.